dự báo giá tiêu ngày 20 tháng 8 năm 2024 tiếp tục tăng mạnh, vượt mốc 140.000 đồng mỗi kg. Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế IBC kết thúc phiên giao dịch gần nhất. IBC niêm yết giá tiêu đen lam vung của Indonesia đạt 7.412 đô la mỗi tấn, ổn định so với ngày hôm qua, giá tiêu trắng muôn to đi ngang giữa mức 8.728 đô la tấn. Giá tiêu đen Asta 570 của Brazil duy trì ổn định giữ ở mức 6.175 đô la tấn. Giá tiêu đen Asta của Malaysia tiếp tục đứng vững ở mức 8.500 đô la mỗi tấn. Giá tiêu trắng Asta của nước này đạt 10.400 đô la tấn. Giá tiêu đen Việt Nam duy trì ở mốc cao giao dịch ở 5.800 đô la tấn với loại 500 gam mỗi eo, loại 550 gam eo mức 6.200 đô la mỗi tấn, giá tiêu trắng ở mức 8.500 đô la tấn. Hiệp hội Hồ Tiêu và Cây Gia Vị Việt Nam, VBSA dự báo giá tiêu sẽ tiếp tục tăng khi nhu cầu tiêu thụ trên thị trường thế giới vẫn ở mức cao, trong khi nguồn cung hạn chế. Nhu cầu hạt tiêu thế giới ngày càng tăng và khu vực EU vẫn là thị trường tiêu thụ lớn đối với hạt tiêu Việt Nam. Ngoài ra, năng lực chế biến hạt tiêu của các doanh nghiệp Việt Nam rất lớn, có thể đạt 140 -0 tấn năm là cơ hội giúp ngành hạt tiêu Việt Nam phát triển trong thời gian tới vbsa định hướng ưu tiên giữ ổn định diện tích hạt tiêu tập trung các giải pháp cải thiện chất lượng đa dạng hóa sản phẩm chế biến có giá trị gia tăng cao theo đó cần khuyến cáo và hướng dẫn nông dân tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế đặc biệt là về dư lượng hóa chất thực hiện quy trình canh tác phòng trừ dịch hại chế biến bảo quản phù hợp với điều kiện khí hậu của các vùng miền theo số liệu của hải quan trung quốc việt nam là nguồn cung hạt tiêu lớn thứ hai cho trung quốc đứng sau indonesia trong nửa đầu năm 2024 với 1.515 tấn, giảm 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời, thị phần của Việt Nam tại Trung Quốc chiếm 32,7%, giảm so với mức 36,5% của cùng kỳ năm 2023. Từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp Trung Quốc hạn chế mua tiêu từ Việt Nam nhưng cũng chỉ mới nhập một lượng nhỏ gần 1.000 tấn từ Indonesia. Theo VBSA, hiện Brazil đã có 3 nhà máy hạt tiêu tiệt trùng đang xây thêm hai nhà máy nữa và sẽ hoàn thành trong năm 2025. Trong tương lai hạt tiêu Brazil sẽ cạnh tranh tốt hơn với Việt Nam, do đó nguồn cung nhập khẩu về sẽ ít hơn nên các doanh nghiệp Việt Nam cần phải chủ động nguồn nguyên liệu. Trong khi đó, giá tiêu hôm nay ngày 19 tháng 8 năm 2024, tại khu vực Đông Nam Bộ giao dịch quanh mốc 138.000 đến 140.000 đồng mỗi kg, giá mua cao nhất tại các tỉnh Đắk Lắk là 140.000 đồng kg. Cụ thể, giá tiêu Đắk Lắc được thu mua ở mức 140.000 đồng kg ổn định so với ngày hôm qua. Giá tiêu Chư Sê Gia Lai thu mua ở mức 138.000 đồng kg đi ngang so với ngày hôm qua. Giá tiêu Đắk Nông hôm nay ghi nhận ở mức 139.000 đồng kg ổn định so với ngày hôm qua. Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay duy trì đi ngang so với ngày hôm qua. Cụ thể, tại Bà Rịa. Vũng Tàu hiện ở mức 138.000 đồng kg ổn định so với ngày hôm qua. Tại Bình Phước giá tiêu hôm nay ở mức 138.000 đồng kg ổn định so với ngày hôm qua. Dự báo giá tiêu ngày 20 tháng 8 năm 2024 tăng mạnh. Theo nhiều chuyên gia, nguồn cung từ Việt Nam bị giảm mạnh đã có tác động lớn tới giá hồ tiêu trên toàn cầu. Trong quý 2 2024, Giá hồ tiêu đen trong nước đã tăng 93% so với thời điểm đầu năm và tăng 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2023. Việc tăng giá hồ tiêu sẽ tiếp tục diễn ra do nhu cầu tăng trong khi nguồn cung lại hạn chế. Nhu cầu tăng mạnh từ các thị trường trên thế giới nên các doanh nghiệp của Việt Nam vẫn phải nhập khẩu một lượng lớn hồ tiêu về để tiến hành sản xuất cũng như đáp ứng được yêu cầu của các đơn hàng. Các chuyên gia cũng cho rằng do thiếu hụt nguồn cung so với nhu cầu trên toàn cầu đồng thời chi phí vận chuyển hàng hóa tăng nhanh và việc bị tắt nghẽn cản tại châu á nên tác động tới giá tại những thị trường nhập khẩu và khiến giá tăng trong trung và dài hạn